Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Thắng Nội Địa Úc nha. Và hôm nay em là Thắng sẽ giới thiệu với anh em đó hai món để cho anh em phục vụ Tết lần này ha. Thì trước mặt anh em đây là những con máy rửa xe Zenny có cuộn rulo ở trên, máy từ và những con hút bụi 20 lít đó để anh em đón Tết lần này. Thì trong clip thì có một số anh em bảo là tại sao Thắng không quay máy từ, thì hôm nay em quyết định lên một cái lô máy từ này nha. Thì cái nhu cầu của anh em sử dụng là máy từ im mạnh đó, thì dùng những con này là nó khá là hợp lý. Máy từ thì thiết kế của nó là dây thủy lực nè anh em, tất cả là dây thủy lực hết nha. Và dây của nó cuộn này sẽ được 10 mét cho anh em mình sử dụng. Thì những cái con máy từ á, chức năng hoạt động nó sẽ mạnh hơn và nó im hơn, thì giá thành của nó cao hơn những con máy than mà lần trước em quay cho anh em mình. Thì đi qua một vòng cho anh em ha, lô này cực kỳ đẹp cho anh em mình luôn đó, cực kỳ đẹp nhưng mà giá nó hơi cao, thì anh em mình có thể tham khảo ha. Đây là những con máy từ mà bên shop em. Thì anh em nào có nhu cầu mục đích sử dụng lớn như là rửa ô tô, rửa này rửa kia á, thì nó dùng những con máy từ này nó kéo đi quanh hết ô tô thì nó khá là hợp lý. Đây là dành cho những anh em nào thích mạnh, nhưng mà máy này em cảm thấy là mạnh thiệt, rất là ngon và cực kỳ im nữa. Anh em lưu ý chỗ này giùm em ha. Đó, thì hôm nay em sẽ quyết định lên clip này cho anh em mình để cho anh em mình tiện tham khảo. Có một số anh em bình luận là máy hút bụi này kia luôn, thì hôm nay em cũng soạn sẵn ở đó ha, để lát em sẽ quay trực tiếp cho anh em mình, báo giá cho anh em mình luôn. Còn bây giờ thì đi vào ngày hôm nay thì em sẽ có 3 mẫu máy rửa xe cho anh em mình lựa chọn. Đó là mã Zenny 130.3, 145.3 và 150.3. Đó là dòng 3 dòng Zenny lớn nhất, còn một dòng 160 nữa. Dòng 160 thì em đã hết hàng, còn lại 3 dòng này. Đó, thì công suất của nó cực kỳ lớn. Mấy con này tầm khoảng 2400W trở lên và tầm khoảng 2750 PSI hết nha anh em. Thì những con này cực kỳ mạnh, bởi vậy anh em dùng xịt sân nhà rửa đồ này kia anh em rất là thích. Đó, thì dây của nó cũng dài nữa. Đó. Rồi, đi vào ngày hôm nay thì con đầu tiên hôm nay em sẽ lên clip đó là con Zenny 130.3. Con này là máy từ, dây của nó thì được 10 mét. Và súng ngắn, bình bột tiết. Và một cái đầu nối nhanh màu cam lúc nào em cũng tặng kèm. Anh em lưu ý ha, cái dây cấp nước này là anh em tự mua nè. Là do mục đích anh em sử dụng bao nhiêu mét là anh em mua bao nhiêu mét. Còn cái đầu nối cam gắn vô nhanh đó đó là em tặng kèm để cho anh em mình khỏi xiết cổ dê ha. Đó, rất là đẹp. Rồi, bây giờ đi vào chức năng hoạt động chính của nó luôn. Quay luôn cho Dũng ơi. Máy từ rất là mạnh nha anh em. Đó, cực kỳ mạnh ha, dây rất là dài, dây thủy lực nữa, rất là bền luôn. Đâu Dũng bóp máy cho anh em nghe tiếng máy đi, máy từ là nó kêu như này anh em, đó kiểu như không nghe tiếng luôn nha, thì gọi là máy từ không chở than. Đó, dây rất là dài. Dũng xịt đi Dũng, xịt xa ra cho anh em thấy được cái độ xa mạnh của nó luôn ha, rất là xa nha anh em. Đó, rồi nó cũng có một cái bình bột tiết để phun luôn, dẫn chiếc xe vô cái luôn. Cái chiếc xe Ryobi bự bự hôm bữa em quay clip lên cho anh em á, là có người xem xong rồi mua trên clip luôn. Đó, đây là cái bình bột tiết của nó ha. Là máy nào nó cũng có một cái bình như vậy cho anh em mình á, để cho anh em mình phun bột tiết không chạm lên máy vậy. Rồi anh em tháo rời ra nè, là anh em phun lại như nước, rất là tiện luôn. Đó, anh em có thể xịt mềm để tưới cây ha, đỡ xót xe. Đó, dặn cứng lại xíu, đúng rồi. Một con máy rửa xe im, ngon, mạnh như vậy. Đó, rất là tiện, dây dài nữa anh em, dây thủy lực này là xài bền lắm nha anh em. Đó, anh em lưu ý giùm em ha, khi sử dụng máy rửa xe bên em bất cứ dòng nào á, anh em xài xong rồi hết á, anh em tắt máy, anh em bóp cho súng ra hết nước. Đó, rồi anh em hạ tắt máy nha, chứ đừng để giữ nước ở trong máy hoặc là trong súng á, thì lâu ngày cái tuổi thọ nó không có bền. Anh em xài xong anh em xịt hết nước trong máy ra cho em. Đó là như vậy. Rồi, và vấn đề chính ngày hôm nay thì con máy rửa xe 130.3, máy từ, dây 10 mét như vậy, súng ngắn, bình bọt, đầu nối nhanh màu cam như vậy, hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 2.700.000 bao ship cho anh em mình. 2.700.000 cho một con máy từ 130.3. Đó, 2.700.000 máy từ nha anh em. Rồi tắt máy cái Dũng quay phía sau lưng máy lại cho anh em mình coi luôn.
Đó thì con mã 130.3 này em sẽ quay thông số cho anh em mình coi ha. Đó là 1885 PSI và 8.3 lít nước trên phút. Và con này là 2100W máy từ nha anh em. Đó, Zenny nè, 130.3, gốc Đan Mạch, đàng hoàng ha. Tất cả đều máy in China, chỉ xuất cho thị trường Đan Mạch nè, rồi Úc, rồi New Zealand. Anh em qua Trung Quốc mà mua có máy này thì em đâu gọi là hàng Úc. Đó, rồi. Con này là 2.7 triệu bao ship, anh em lưu ý giùm em ha. Rồi, quang bên. Rồi, tiếp tục với anh em đó là con hàng 145.3. Đó. Con này thì nó có cuộn rulo, dây 10m, có cuộn rulo tay quay rồi quấn gọn, rất là gọn nha. Và mã của nó là 145.3, cũng là máy từ, nhưng mà nó có cuộn rulo, còn 130 thì không có cuộn. Thì đây thông số của nó ha, là 2100W luôn. Đó, và nó là 145.3. Con này cũng là 8.3 lít nước trên phút luôn. Đó, quay thông số rõ ràng cho anh em mình ha. Và con này là 145.3, anh em lưu ý nhớ mãi giùm em ha, dây 10m thị lực. Rồi, cấp nước xịt luôn cho anh em coi luôn. Anh em về lắp như vậy luôn nha anh em. Lắp từ giò nước qua như vậy, rồi cấp vô như vậy thôi nha. Vậy là xài thôi đó anh em, bật điện xài thôi. Điện là điện 220. Đó, rất là tiện luôn. Một 145.3 thì xịt bao khét rồi. Đó. Rất là mạnh ha anh em. Dẻ luôn cho anh em coi vậy. Đó. Xịt mềm cho anh em coi luôn. Rồi, quay vô. Rồi, thì hiện tại con máy rửa xe Zenny á, 145.3 này, em sẽ bán cho anh em mình với giá là 3.200.000 bao ship cho anh em mình. Mã là 145.3, 3.200.000 bao ship ha. Thì con này là cuộn dây rulo dành cho anh em nào thích. Anh em nhớ mãi cho em ha, 3.200.000. Vẫn có bình bọt tiết tặng kèm, đầu nối nhanh tặng kèm cho anh em mình luôn. Nhưng mà công suất nó sẽ mạnh hơn cái con 130, thì giá nó sẽ cao hơn. Đó, thì con này là 3.200.000 bao ship cho anh em mình thích dòng nào có từ. Đó, có tay kéo đẩy bánh xe lên quạt. Đó, rất là tiện ha. Rồi. Một 145.3, 3.200.000. Đó, cực kỳ đẹp như vậy. Rồi, tiếp tục với anh em mình ha. Đây là con máy rửa xe 150.3. Đó. Con này là mã 150.3 nha, cực kỳ mạnh luôn. Đó. Rất là đẹp. Cái này là em bỏ cái option súng ngắn cho anh em mình nha. Sau một cái clip 1800 á, em phân biệt giữa hai loại súng dài và loại súng ngắn thì anh em biết cái hàng nào hot nhất không? Đó là súng ngắn anh em chọn nhiều nhất. Tại vì súng ngắn anh em nói là anh em có thể rửa đồ được nè, tưới cây cầm rất là gọn tay luôn. Thì em sẽ lựa chọn đó là cái option súng ngắn lần này cho những cái con máy này ha. Rồi, Dũng quay lại thông số cho mình coi luôn cái Dũng ơi, tháo nước ra cái. Rồi, thì con này là 2300W. Đó. Vẫn là 8.3 lít nước trên phút nha, 2175 PSI. Đó, rất là lực. Con này hơi bị ngon nha. Anh em có thể tham khảo mã giá ha, Zenny Super 150.3. Anh em có thể trình tin Google nè, để coi cái giá bên nước ngoài nó bán ra làm sao ha. Rồi, quay. Đó, rất là mạnh luôn ha. Dũng chỉnh bè lại xíu cho anh em coi luôn Dũng ơi. Đó. Máy từ nè anh em, nghe tiếng nè, chạy cực kỳ im nè anh em. Đó. Rửa xe rửa này kia khá là hợp lý luôn.
dây rất là dài để anh em kéo xa luôn, xịt xa cho anh em coi cái độ xa lần nữa đi. Đó. Rồi, con máy 145.3 anh em lúc nãy là 3.200.000 thì con 150.3 này em sẽ bán cho anh em mình giá là 3.800.000 bao ship cho anh em mình. 3.800.000 bao ship cho anh em mình con 150.3 này ha. Thì anh em nào quan tâm chốt hạ thì có thể gọi trực tiếp qua em. Đó, 150.3 3.800.000. 130.3 là 2.700.000. Và 145.3 này thì hiện tại giá của nó sẽ là 3.200.000 ha. Nên anh em cứ việc yên tâm mà lựa chọn. Rồi. Vào cái vấn đề đó là máy rửa xe từ của ngày hôm nay là như vậy. Đó, rồi tiếp tục với anh em, đó là cái dòng những cái dòng hút bụi mà anh em đang cần nhiều nhất nè, để về hút bụi rửa nhà đón Tết rồi ha, rửa nhà rồi này kia xong rồi mình hút bụi rồi này kia nó khá là hợp lý. Thì đây là những con máy hút bụi gia đình mà em lên lần này cho anh em mình coi. Trước mặt với anh em đây em còn 5 con ca chơ WD2 ha. Thì ca chơ WD2 này anh em có thể tham khảo trên mạng luôn giá của nó như thế nào. Thì hôm nay đó là những cái con mà hàng đã qua sử dụng, hơi cũ nhưng mà vẫn hoạt động zin không lỗi lầm ha. Thì hôm nay em sẽ báo giá cho anh em mình coi luôn. Ca chơ WD2. Đó, quay thông số cho anh em mình coi luôn nè. Made in Romania ha. Đó, có con made in Romania, có con made in China. Đó. Con này cũng Romania luôn. Hình như WD3 là China đúng không Dũng? Nhưng mà WD3 hôm nay hết hàng rồi nha anh em. Đó thì còn lại WD2 made in Romania hết nha. Nguyên dòng ca chơ này là thương hiệu hết nha anh em. Thì hiện tại những con ca chơ WD2 này em sẽ bán cho anh em mình với giá là 2.500.000 bao ship. Đây là con hút bụi 20 lít của thằng ca chơ made in Romania. Đó. Quay thông số cho anh em mình coi ha, 1000W. Ca chơ thì anh em xài khỏi bàn rồi, máy cực kỳ êm. Đó. Ở đây là cái ống ở đây là để cho anh em nè, anh em gắn cái đầu hút vô đây nè, phụ kiện là em để sẵn trong hết. Dũng mở ra cho mình cái đó, ống dây phụ kiện hút khe đầu nằm sẵn trong thùng hết, về là xài thôi nha. Và giá hiện tại con này là 2.500.000 một con nha anh em, bao ship cho anh em mình. Hút bụi ca chơ WD2 này anh em xài là khỏi phải chê. Đó, Dũng đem vô đây quay cận cảnh cho anh em mình coi coi, ở ngoài đó hơi nắng hơi chá anh em. Đó thì con hút bụi WD2 này hiện tại là 2.500.000 một máy, đã bao gồm phí ship cho anh em mình ha. Made in Romania ca chơ. Rồi thì hiện tại cái lô này còn 5 con, tình trạng ngang nhau hết nha anh em, con nào cũng đẹp ken hết nè, đầy đủ phụ kiện không thiếu cái gì hết. Mấy con này là anh em vừa hút khô được nè, vừa hút nước được, thì điện của nó là điện nguồn 220V thì anh em cứ việc yên tâm dùng. Ca chơ WD2 2.500.000 một máy. Rồi qua đây Dũng. Rồi tiếp tục với anh em, đó là cái con hàng hút bụi 20 lít của thằng Ryobi. Đó, thì con này là con 20 lít. Quay một vòng luôn. Đó, cũng rất là còn đẹp sáng ha anh em. Mở đầu lọc ra cho anh em ha. Con nào là em cũng lắp sẵn full phụ kiện hết nha, về là xài. Và những con hút bụi thùng này thì đều là hút khô được, hút nước được. Bởi vậy anh em rửa nhà, rửa sàn, hút bụi gia đình là nó khá là hợp lý ha. Phụ kiện bỏ trong thùng đồ đầy đủ luôn. Rồi bỏ vô. Và hiện tại con hút bụi 20 lít Ryobi tình trạng đẹp ngày hôm nay em sẽ bán cho anh em mình với giá là 1.700.000 một máy, đã bao gồm phí ship. Cái lô này cũng còn cực kỳ đẹp ha. Anh em nhìn cái độ thùng nó sáng như này là chứng tỏ là hàng còn rất là đẹp ha anh em. Đó. Ryobi 20 lít 1.700.000 một con. Ca chơ WD2. Đó, cũng 20 lít luôn. Là 2.500.000 một con. Đó, thì cái này là dành cho anh em là lựa chọn. À, tôi thích Ryobi vừa túi tiền, tôi thích cái thằng kia xịn hơn xíu là dùng ca chơ. Cái này là do anh em mình lựa chọn. Rồi, giới thiệu với anh em, đó là con hút bụi đời mới nhất của thằng Ryobi 2022. Em có một con. Đó. 2022 của thằng Ryobi nha, dành cho anh em nào fan cứng của Ryobi nè. Con này là rất là xịn sò, mẫu mới. Và con này đặc biệt ở đây là anh em, đó, nó có điều tóc hút bụi nha. Con này là nó có điều tóc. Điều tóc ở đây ha. Đó. Hút bụi con này là quay lại thông số phía sau lưng nha Dũng. Đó, đây hôm nay nè, con này là 1400W. Đó, công suất là 1400W. Cái ổ điện kết nối là được 2400W. Và dung tích bình của nó là 25 lít. Đó, quay một vòng nha Dũng.
Đó, và hiện tại cái con 25 lít này em đang bán cho anh em mình với giá là 2.800.000 bao ship cho anh em mình. 25 lít đời 2022 của thằng Ryobi. Đó, đời mới nhất nha. Nó có cái chức năng nè, điều chỉnh tốc. Điều chỉnh tốc nè, tốc độ hút á, mạnh yếu ở đây nè anh em. Và ở đây là hai cái công tắc, một công tắc một này là để mở máy nè, công tắc hai này là để mở ổ điện, kết nối với ổ điện, máy kia chạy là máy hút bụi chạy luôn. Đó, và ở đây là có chức năng mà nhấn để hút ra những cái bụi cứng nè. Đó, đầy đủ ở đây hết ha. Và hút khô, hút nước được và full phụ kiện, mở thùng cái. Đặc biệt con này nó hay cái một chỗ em nói cho anh em coi luôn nè. Nó có một cái rờ le tự ngắt ở đây. Nóng quá. Đó, nó nhảy cái rờ le này ra, nó không chạy nữa, nó rất là hay nha, không để hư motor. Mà khi anh em muốn sử dụng lại, anh em nhấn motor này. Đó, nhấn cái lại cái rờ le này là cái motor nó chạy lại ha. Rất là tiện, mở thùng ra. Và con này là full mới ha anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, nhìn ống hút đồ đầy đủ phụ kiện, không thiếu một cái gì luôn. Đời mới mà anh em. Đó, lọc phụ kiện đầy đủ trong hộp ha, gần như mới hết hoàn toàn. Thì giá của nó sẽ là 2.800.000. Anh em lưu ý giùm em ha, WD2 Made in Romania, giá của nó sẽ là 2.500.000. Hút bụi 20 lít Ryobi phổ thông trung bình, giá sẽ là 1.700.000. Con này đời 2022 của Ryobi 25 lít giá là 2.800.000. Những cái máy rửa xe nãy em vừa báo nha, tất cả ở đây em đều bao ship cho anh em hết. Và bảo hành cho anh em mình là 3 tháng, về sau lỗi hỏng cứ việc liên hệ em hỗ trợ sửa chữa hết cho anh em. Anh em ở xa là em đều bao ship code tận nhà hết anh em ơi. Nhận hàng kiểm tra đúng thanh toán ha. Đó, đây là clip mà cuối năm có vẻ là hot nè. Tại vì nó là hút bụi với lại rửa xe để cho anh em mình vệ sinh trước Tết. Và cũng có lẽ là cái clip mà máy của năm nay là cuối cùng em làm. Tại vì 24 tay là còn đúng có bao nhiêu ngày nữa đâu anh em, là nó hết nhận gửi rồi. Thì em chỉ bán online tại shop cho tới ngày 29, 27, 28, 9 Tết thôi. Nên anh em cứ việc yên tâm mà chọn ha. Thì giờ tới đây đó còn lâu mà. Đây là clip mà rửa xe báo giá lần này nữa là cho anh em mình để phục vụ Tết lần này ha. Còn anh em nào cứ ở xa thì cứ việc tới tại shop 32 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức nè, ngay góc ngã tư mặt tiền đường ha. Đó, lại đây test máy ok, hài lòng lựa chọn đi về. Đó, còn anh em nào ở xa cứ việc thắng ơi gửi cho anh thì em cứ gửi ship code bình thường thôi. Nhưng mà anh em lưu ý mùa này ha, Tết này thì ship nó hơi chậm xíu nè. Ví dụ như bình thường là 3-4 ngày thì Tết á sẽ là 5 ngày, nó là như vậy đó anh em. Tại vì Tết mà nay nấy gửi đồ nên hàng đi rất là chậm, anh em mình cứ việc thông cảm ha. Và điện nguồn ở đây là 220 hết nên anh em cứ việc yên tâm mà dùng. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video mà của năm mới nha. Chào anh em.